Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Shop Thể Hình. Thì hôm nay Đắc sẽ review một sản phẩm mới cho anh em rất là đặc biệt, đó chính là giúp cho mọi người xây dựng những cái thớ cơ bắp mà giúp cho cơ bắp mình to hơn như mà mọi người mong muốn. Thì đó chính là BCA Expand. Thì BCA là gì? Thì BCA nó là một chuỗi axit amin thiết yếu mà cơ thể mình không thể tự tổng hợp được. Mà thường là mình phải bổ sung qua đồ ăn. Thì BCA là nó sẽ bao gồm là 3 loại axit amin chính. Đó, thì đó chính là Valine, Leucine và Isoleucine. Thì với thằng BCA Advanced này á, thì nó sẽ có một cái đặc điểm khác so với những dòng BCA bình thường, đó chính là nó sẽ có thêm một số thành phần đặc biệt, đó chính là electrolyte hay gọi là điện giải, một cái thành phần mà không thể thiếu để giúp buổi tập mình nó hoàn thiện hơn, nó khỏe hơn, bền hơn, giúp cho cơ bắp mình không có bị chuột rút nè, giúp cho mình có thể tập luyện được một cái quãng thời gian dài hơn, đỡ mệt mỏi hơn. Và cái thứ hai nữa là mà trong thằng BCA Advanced này Đắc rất là thích, đó chính là nó sẽ có Glutamine. Thì Glutamine nó cũng là một axit amin nhưng mà cơ thể mình tự tổng hợp được, nhưng trong cái quá trình mà mình tập luyện cường độ cao á, thì cơ thể mình nó sẽ mất rất là nhiều Glutamine thông qua quá trình là tổng hợp năng lượng. Thì lúc này cơ thể mình sẽ cần nạp một nguồn Glutamine từ bên ngoài vào để giúp cơ thể mình hạn chế mất cơ hơn. Người ta hay thường dùng cái từ gọi là mất cơ, thì hay gọi là quá trình chuyển hóa cơ. Thì sự kết hợp rất là hoàn hảo của thằng BCA Advanced này đó chính là vừa có BCA nè, vừa có Glutamine, lại vừa có điện giải nữa. Nó giúp cho đảm bảo được cái quá trình mình tập luyện cơ bắp mình hạn chế tối đa được cái việc bị chuyển hóa. Và đặc biệt có thêm một thành phần nữa mà Đắc cũng rất là thích, đó chính là có citrulline. Thì trong một serving của nó sẽ có thêm 1 gram citrulline. Thì citrulline là một thành phần giúp cho mình bơm máu tốt hơn vào cái mô cơ. Thì khi mà mình tập luyện á, thì cơ mình nó sẽ bơm máu vào nhiều, nó sẽ căng hơn, và đặc biệt là mình sẽ cảm nhận được cái tế bào cơ hay là cái phần cơ bắp mình đang tập luyện nó tốt hơn. Từ đó là mình sẽ có thể tăng cơ, phát triển cái nhóm cơ đó nhiều hơn bình thường. Và ngoài ra thì Đắc sẽ thấy nó phù hợp với một cái điểm, đó là khi ví dụ như những cái bạn nữ mà mình sử dụng real out không được, tại vì có nhiều bạn nữ bạn nó mới tập nhưng mà bạn nó không thể sử dụng real out, thì mình có thể sử dụng thằng này, tại vì nó là một cái combo rất là đầy đủ cho mọi người tập bền hơn, khỏe hơn. Và đặc biệt là có citrulline giúp cho mình cảm giác là mình tập nó sung hơn, máu nó bơm vô cơ bắp mình tốt hơn. Thì đó là dành cho những cái bạn nữ nào mới tập mà muốn sử dụng một cái gì đó nó nhẹ nhẹ giúp cho mọi người tập luyện ok hơn. Và cái serving của nó thì một hũ như thế này nó sẽ là 30 serving, và một serving của nó sẽ là 2 muỗng ha. Thì với những cái dòng mà của thằng Uchubit thì thường cái muỗng nó sẽ hơi nhỏ, nên là lý do thường một serving nó sẽ từ 2 cho tới 3 muỗng. Thì mọi người lưu ý cái điều đó, nếu mà mọi người muốn 1 muỗng thì nó không có đủ cái serving của nó ha. Rồi về bao bì thì như mọi người cũng thấy rồi, cái bao bì của nó là một cái dòng bao bì mới của Uchubit, nhìn rất là đặc trưng, một cái tông màu trắng và giấy nổi lên như thế này ha. Đó, rồi bây giờ nó sẽ khui thử bên trong cho mọi người xem. Mà thằng này á, thì tất cả là 4 mùi hiện tại. Thì trên tay của Đắc đang cầm đó chính là mùi táo xanh. Đó, thì bây giờ nó sẽ khui và sẵn test mùi luôn cho mọi người xem là cái vị như thế nào cũng như cái độ hòa tan của nó. Rồi, vẫn như cũ thì khi mình khui ra nó sẽ có một cái lớp seal để bảo vệ bột như thế này. Nó giúp cho mình là cái bột nó sẽ không có bị ẩm, cái độ ẩm làm cho bị vón. Nhưng mà khi mình khui ra rồi thì mình để lâu ngày nó cũng sẽ có thể là tình trạng nó bị vón nhẹ, thì mọi người cứ bỏ vô nước mình pha mình lắc lên nó cũng sẽ tan thôi. Cái đó không có gì lo ha, cái chuyện đó là bình thường. Bây giờ mình sẽ khui ha. Đó, thì một serving nó sẽ là 2 muỗng như thế này ha. Mọi người thấy bột nó rất là tơi nè. Đó, bột nó rất là tơi. Rồi bây giờ mình sẽ thử test mùi cho mọi người xem. 2 muỗng ha, một serving. Đó, lắc nhẹ thôi, chừng khoảng 3-4 giây thôi là mọi người thấy sẽ tan hết. Bây giờ nó sẽ đổ rót cho mọi người xem. Đó, thì về màu sắc thì mọi người thấy nó sẽ có một cái màu xanh nhẹ đục đục như thế này ha. Thì không biết là những cái mùi khác cái màu như thế nào, Nhưng mà cái hũ hiện tại Đắc đang review đó là cái mùi táo xanh, cái một cái màu xanh nhẹ nhẹ như thế này. Giờ Đắc sẽ test vị cho mọi người xem thử. Thì khi mà uống vào thì đúng là sẽ có cái vị táo xanh, chua chua ngọt ngọt, một cái mùi đặc trưng của vị táo luôn. Uống vô mọi người sẽ cảm nhận được liền. Và cái thứ hai nữa, Đắc cảm thấy nó khác nhẹ những cái hàng BCA khác á, mà mình từng uống á, đó chính là nó sẽ có cái độ mặn. Thì do nó có điện giải á, thì nó sẽ có một cái vị mặn mặn nhẹ. Thì cứ trong một serving như thế này, 2 muỗng nó sẽ có khoảng 1 gram electrolyte trong đó, nên là khi mình pha với nước á, mà mình pha ít quá thì mình sẽ cảm nhận rõ được cái vị mặn mặn trong đó. Đó thì cái vị nước nó rất là ngon. Thì nếu mà mọi người uống, đặc biệt là trong cái thời điểm mà nắng nóng như thế này, mình có thể pha thêm đá hoặc là dùng với lại nước lạnh, thì nó sẽ giống như là một cái món nước giải khát cho mọi người uống luôn. Thì không nhất thiết là lúc nào mình tập để uống, thì mọi người xem nó như một cái dạng nước giải khát, ít calo nè, mà lại bổ sung những cái điện giải BCA rất là cần thiết trong thời tiết oi bức như thế này. Khi mà mình có thể mình tiết mồ hôi rất là nhiều thì mình cần có điện giải để mình bù lại, mình nạp khoáng, mình giữ nước cho cơ thể của mình tốt hơn ha. Mình sẽ thử hết nốt luôn. Rất là ngon nha mọi người. Đó thì nếu như mà mọi người còn thắc mắc gì về hàng BCA này, mọi người hãy comment phía bên dưới, hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác mà mọi người vẫn chưa biết cách sử dụng hay là chưa biết gì về nó và muốn Đắc review á, mọi người có thể comment phía bên dưới luôn, và Đắc sẽ nhanh chóng để làm video để review cho mọi người những cái sản phẩm nó nhanh nhất có thể nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.